Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Thì hổng rày là Nhân có hứa với tất cả quý vị khách hàng cũng lâu rồi, nhưng mà Nhân chưa có thời gian. Thì hôm nay Nhân dành một chút thời gian để Nhân quay về khu công nghiệp Đức Hòa Ba, để Nhân quay cho tất cả quý vị khách hàng mình thấy được cái sự phát triển của khu công nghiệp Đức Hòa Ba nó như thế nào. Thì hiện tại cái khu công nghiệp Đức Hòa Ba này, tổng quy hoạch của nó là trên 1.000 hecta đất. Nếu mình tính từ cái độ dài của nó thì nó có hai cổng, một cổng nằm ở đường tỉnh lộ 9 tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Bứa Hóc Môn, còn một cái cổng là nằm tiếp giáp ngay chân đường N2 tiếp giáp với đường tỉnh lộ 8 của Củ Chi. Thì khu công nghiệp Đức Hòa Ba này thành lập cũng khá là lâu rồi nha mọi người. Hiện tại như mọi người thấy là cái nhà xưởng cũng khá là đông rồi, như trước mặt tất cả quý vị khách hàng là đường N2 ha. Thì còn trước mặt của mình là khu dân cư Đức Hòa Ba Deco. Thì cái khu này hiện tại là nó khoảng 70 hecta, cũng quy hoạch cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Hạ tầng thì đã có nhưng mà người ở thì không có, vì nó sát khu công nghiệp quá thì cái sự ô nhiễm của nó, cho nên là người dân không có về ở. Đó, như hiện tại mình thấy nhà xưởng nè, thì khói cỡ này thì cho nên là rất là ô nhiễm, cho nên là những khu dân cư vòng vòng đây thì rất là ít người ở, rất ít người sinh sống. Thì một cái khu công nghiệp Đức Hòa Ba này á, thì nếu như quý vị mình thuê đất ở trong đây thì mình cái thời hạn của cái khu là 50 năm, tức là tất cả những khu công nghiệp thường thường là có cái thời hạn sử dụng là 50 năm, và mình sẽ thuê là với cái giá là 60 USD, tức là nếu mình thuê thì họ sẽ tính mình bằng tiền là tiền đô, 60 USD trên 1 m² là mình sẽ được sử dụng trong vòng 50 năm. Thì một cái lý do là tại sao thì Nhân quay cái khu công nghiệp này là bởi vì cái khu công nghiệp Đức Hòa Ba này nó cách cái khu Cát Tường Phú Sinh mình khoảng 3 km thôi. Nói về cái vị trí á, thì 3 km là một cái vị trí khá an toàn về cái sự ô nhiễm của khu công nghiệp rồi. Nhưng mà 3 km này thì dân cư của khu công nghiệp Đức Hòa Ba họ có thể đi đến khu Cát Tường Phú Sinh trong vòng khoảng 5 phút đến đó để vui chơi nha mọi người. Nó như trước mắt mình là nhà máy Samuro, là một cái thương hiệu cũng khá là lớn, họ đã về đây đầu tư. Thì họ nếu họ về đây đầu tư thì được một cái là cái tiền mặt bằng nó sẽ ít, thứ nhất. Thứ hai là cái tiền công nhân, rồi với cái số tiền lương họ trả nó cũng thấp lại. Thì một cái lý do là Nhân quay khu công nghiệp Đức Hòa Ba cho mọi người thấy là rất là nhiều nhà xưởng, thì tất nhiên sẽ có rất là nhiều công nhân về đây để làm việc. Thì tức là nơi nào có công nhân, tức là có con người sinh sống, thì những nơi đó sẽ kéo theo những cái tiện ích để mà phục vụ cho những người dân, cho những công nhân tại cái khu công nghiệp Đức Hòa Ba. Thì đầu tiên ví dụ như là dịch vụ ăn uống nè, thì nơi nào mà có người ở thì họ sẽ làm những dịch vụ ăn uống, chẳng hạn như quán ăn, nhà hàng. Còn thứ hai là một cái nhu cầu thiết yếu, đó là nhu cầu ở xung quanh cái khu công nghiệp Đức Hòa Ba này, thì người dân họ sẽ mua đất để mà một là xây nhà trọ, hai là xây nhà để cho những cái công nhân hoặc là những cái người quản lý tại cái khu này sinh sống. Cho nên là Nhân làm một cái video để cho tất cả mọi người khách hàng thấy được cái sự phát triển của khu công nghiệp Đức Hòa Ba. Thì Nhân tiếp tục câu chuyện là nếu như có nhiều người sinh sống rồi thì những cái quán ăn, nhà hàng nè, và dịch vụ ăn uống hay là chỗ ở, thì chỗ ở thì Nhân nói ví dụ như khu Cát Tường Phú Sinh mình có những cái căn nhà phố ở trong đó, ví dụ như mình nếu mình mua đầu tư thì một là mình sẽ để một thời gian mình bán lại, hoặc là trong thời gian mình để đó thì mình có thể là mình cho những cái người quản lý trong khu công nghiệp Đức Hòa Ba này cho thuê, thì cứ cho thuê cho họ thuê trong vòng khoảng 1-2 năm thì lúc đó có lời thì mình có thể bán lại, cho đó cũng rất là ok. Hoặc là mình mua đất để sau này mình bán lại cho những cái người quản lý tại khu công nghiệp Đức Hòa Ba này, thì đó cũng là một cách đầu tư. Bởi vì nhiều khi là họ ở gần cái khu của mình, nhưng mà nhiều khi họ lại không biết những cái khu này, cho nên họ bắt buộc họ phải về Sài Gòn ở chẳng hạn. Thì ở đây nó gần cái chỗ làm việc của họ, thì họ một họ có thể mua lại, hoặc là họ có thể thuê nhà, cho nên là mình có thể đầu tư, mình kiếm thêm thu nhập cho mọi người. Nó như trước mặt của mọi người thấy là mình thấy là rất là nhiều nhà xưởng, cực kỳ nhiều nhà xưởng rồi. Ở trong đây thì có những cái quán
cà phê, có những cái nhà hàng, rồi nhà trọ cho